Tập này rất là đặc biệt. Mặc dù là nó sẽ không liên quan gì đến làm đẹp hay thân dục cả, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ giúp ích cho nhiều bạn và tập chúng mình rất thích. Đó chính là chăm sóc và làm đẹp cho thú cưng. Và ở trong tập này thì... Nếu mà các bạn đã xem ở tập đầu thì các bạn đã biết là Nhân có nuôi một con chó Phúc là Chihuahua gần được 1 năm và em tên là Momo. Nó rất là thật cà, nhưng Minh cũng hơi bé một tí. Momo là con gái nhưng mà khá là quấn kích Nhân. Thế nên là Nhân tự cảm thấy thấy là phải có chút mức rất là đáng. Thì hãy like, share and subscribe kênh của Nhân nhá. Và cũng như là follow kênh Instagram của Nhân để biết thêm nhiều thông tin hơn nhá. Và trước tiên sẽ là vấn đề ăn và ngủ của Mô. Con Mô cực kỳ ham ăn và thích ăn những đồ ăn ngon ấy. Và nó cũng thích ăn đồ ăn của người nữa. Và thường thường thì để cho nó đỡ thời gian hơn thì Nhân sẽ cho nó ăn hạt giòn. Và nếu các bạn có pate thì cũng nên cho nó ăn cùng với pate nữa. Nhưng mà vì ở trong hạt thì nó sẽ có đầy đủ dinh dưỡng rồi, nó cũng không cần. Và ăn hạt thì nó cũng đi phân rất là tốt. Các bạn lưu ý là đừng cho chó ăn những đồ mà dính dầu mỡ hay là bơ sữa nhá. Vì cái đấy sẽ làm cho chúng nó Các bạn ơi, cũng là một lưu ý nữa, đó chính là các bạn không nên cho chó ăn xương gà đâu. Xương gà khi mà nó còn nhỏ đấy, xương nhỏ, nó sẽ đâm vào dạ dày cũng như là tiểu học của nó, không tốt đâu. Và chỗ ngủ của Mô sẽ là cái nệm mà Nhân thường thường để ở dưới sàn và cái lông của nó. Nhưng mà thường thì nó sẽ hay nhảy lên ghế sofa và cả giường cơ. Nhân thì sofa thì Nhân không cho phép, nhưng mà giường thì Nhân không cho, nên là thường thì nó sẽ bị Nhân với cả bố mắng. Mẹ thì khi mà thấy nó nằm trên giường á, nó nằm trên giường á, nó nằm trên giường á, thế là mẹ không mắng luôn. Là thế là Nhân người đàn ông chẳng mắng, thế là giường thì có phép là nằm trên sofa luôn. Bây giờ nó bỏ luôn cái nệm, cái lông nó lên trên sofa nó nằm. Thế là sao mà nó luôn hết đáy nổi. Và chuyển sang cái vấn đề đi vệ sinh của nó thì ở nhà Nhân sẽ là người chịu trách nhiệm cho nó đi vệ sinh. Và con Mô có một cái thói quen cực kỳ xấu, đó chính là hay đi ở trong nhà. Nhưng là Nhân đã làm cho nó một cái chu kỳ là mỗi tối hoặc là khi nào đó Nhân rảnh Nhân sẽ phải đi xuống công viên ở dưới nhà. Thì khi đấy thì nó sẽ được giải tỏa và nó sẽ không đi trong nhà nữa. Và đây là cái bình xịt hướng dẫn cho chó đi vệ sinh. Công dụng của nó sẽ là cho chó đi vệ sinh đúng chỗ. Cách sử dụng sẽ là khi mà mọi người muốn chó đi ở chỗ nào đấy thì các bạn cứ xịt ra. Và khi mà chó đi vệ sinh thì chó sẽ đến nơi này và đi ở chỗ đấy. Nhân cũng chỉ mới mua thôi, thế nên là mình sẽ đi như sau nhé. Tiếp đến sẽ là vấn đề tắm, cắt móng cũng như là vệ sinh răng miệng trong chó. Chó thì thường nó sẽ cũng có mùi, mùi cơ thể của nó cũng khá là nặng một tí. Mặc dù đều là giống chó lông dài hoặc là lông ngắn như là chó của Mô. Nani? Chó Nhân, chó Mô. Chó Mô là Nhân, Nhân. Lại đi. Chó thì thường có mùi cơ thể và mùi cơ thể của chúng khá là nặng. Thế nên là mặc dù là lông có dài hay ngắn đi chăng nữa. Và thứ thật thì có mấy lần ra Hà Nội, có vài ngày thôi nhưng mà cũng khá là nhớ mùi của con Mô đấy. Và Nhân thì thường tắm cho nó tầm 1 tuần 1 lần. Vì lông Mô ngắn nên là cũng không cần tắm nhiều. Và nó cũng không có kiểu như là đi đâu để quá bẩn để tắm nhiều lần. Và sữa tắm mà Nhân dùng cho Mô là sữa tắm chuyên dụng. Nhân của mẹ mua cái này ở siêu thị, bởi vì cái này cũng rất là dễ tìm. Các bạn cũng có thể mua ở siêu thị hoặc là những chỗ chuyên bán đồ cho chó mèo. Thường thì khi tắm cho Mô thì Nhân sẽ tắm từ gáy trở xuống và chà kỹ những cái kẽ chân. Nhân sẽ không tắm từ cổ trở lên tại vì là tránh nước vào tai hoặc vào mắt của nó. Thế nên là Nhân sẽ
chỉ tắm từ gáy trở xuống thôi. Và sau khi tắm ý, thì Nhân sẽ không có sấy gì cho Mô cả. Vì nó mua ngắn nên là chỉ cần đi xung quanh nhà hoặc là Nhân chỉ cho nó đi dọc hành lang chẳng hạn thì nó sẽ cũng khô nhanh chóng thôi. Và với phần chất móng thì thường móng của Mô thì rất là dài và cong. Mỗi lần là đu ấy là xuất hết cả chân và tay cơ. Nên là Nhân thì lúc đầu Nhân cũng không dám cắt. Nhưng mà sau đấy khi mà thấy nó quá dài thì đi trên cái sàn ấy thì chân nó bị xoay ra hai bên rất là khó chịu. Nên là Nhân đã quyết định liều mình tự cắt cho nó. Và thực sự là thấy khá là thành công. Nên là Nhân đã tự thấy là mình sẽ đỡ tốn một khoản tiền ở đấy để cho nó ra tiệm cắt. Với cái móng tay của chó ấy, thì thường nó sẽ có hai phần, là phần đậm ở đằng trong và phần nhạt ở ngoài. Phần đậm vì nó sẽ có một cái miếng thịt, thế nên là khi mà các bạn cắt móng ấy thì các bạn chỉ nên cắt phần nhạt thôi, vì nếu mà các bạn cắt vào phần đậm thì nó sẽ bị cắt vào thịt của chó và sẽ bị chảy máu rất là đau đấy. Con Mô ấy là thường có một cái sở thích, đó chính là cắn yêu và liếm chủ để thể hiện ra tình cảm của mình với chủ. Nhưng là đâu biết rằng nhận thỏ thì... Thế nên là các bạn hãy nhớ là sau khi chơi với chó thì hãy rửa tay thật sạch nhá, để không bị ám mùi, với cả là nó sẽ vệ sinh hơn. Và thường thì chó sẽ cả đời không lành răng. Nên là mình sẽ có một cái này cho chó, đó chính là... Đây là cục xương giả và nó có tác dụng làm sạch răng. Ông Mô nhà Nhân thì nó cực kỳ thích cái này luôn. Mỗi lần nó gặp Nhân mà thử vài lại là nó gừ luôn. Đấy, và thường thì cái này sẽ làm giải tỏa cái việc ngứa răng của chó như là sạch răng luôn. Và sau khi ăn xong thì nó sẽ có một cái là chai xịt miệng chó. Thực chất thì nó cũng không phải là chai xịt miệng đâu mà nó có rất nhiều công dụng. Ở đây thì nó sẽ là làm da nhịn dịu hơn khi mà bị cắn hay là có một vết thương nào đấy. Và sẽ làm sạch rửa mắt và rửa tay cho chó. Và sau đấy thì cũng sẽ làm giảm hôi miệng này, khử trùng cho nệm hoặc những đế hoặc những nơi nó nằm. Và sau khi đi phân thì khi mà sau khi đi thì mình cứ xịt hơi rồi lấy khăn lau thế. Và nếu mà bạn nào có điều kiện hoặc là chịu khó hơn thì các bạn cũng có thể đem chó ra những nơi chăm sóc thú cưng. Người ta ở đấy thì người ta sẽ có những cái cách chà răng và vệ sinh răng một cách chuyên nghiệp hơn. Và các bạn ơi, con Mô nó có về đấy. Nhưng mà chỉ là từng thôi. Tại vì là lần đầu tiên khi mà thấy con về là con bằng đậu ấy, lúc đấy là mẹ đang rất thích con Mô, rất là yêu ái. Thế là tự nhiên sớm một cái gì đấy tự nhiên lên, bắt ra là con đúng con làng này luôn. Thế rồi nhìn thấy nó nhìn rất là gái ấy. Đây, đây là một loại thuốc trị về. Cái này bác sĩ nói là khi mà bôi cái này sẽ bôi lên gáy nó. Và đặc biệt là thuốc này sẽ có hiệu quả trong tầm 1 tháng. Và các bạn ơi, các bạn đừng quên một điều quan trọng này nhá. Đó chính là các bạn hãy đi tiêm phòng lại cho nó. Và con Mô nhà mình thì trước khi mà mẹ đã mang về thì cũng đã tiêm hết rồi. Và định kỳ sẽ là 1 năm 1 lần nhá. Và Nhân ý vừa mới phát hiện ra là chó cũng sẽ bị sốc tâm lý. Vài hôm trước thì Nhân và mẹ cũng vừa ra Hà Nội và gửi nó ở một nơi chăm sóc thú cưng. Và nó kiểu cái lúc mà di chuyển đi rất là nhanh luôn, thì nên là nó tưởng nó bị bỏ rơi. Thế nên là nó buồn. Nên lúc mà Nhân và mẹ đón nó về thì nó giận Nhân và mẹ tầm 1-2 ngày gì luôn. Thế nên là nó cũng sẽ buồn, vui, căng thẳng giống như con người vậy. Để hiểu nó hơn thì các bạn hãy tìm cái cách để mà giao tiếp với chúng nhé. Và vừa rồi cũng là điều cuối cùng ở trong cẩm nang chăm sóc thú của Nhân rồi. Và đây cũng chỉ là những cái kinh nghiệm riêng của Nhân thôi. Nếu mà các bạn có những kinh nghiệm gì khác thì hãy comment ở bên dưới nhé.
Và đến đây cũng kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.